Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Văn hóa và Cuộc sống của Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La hôm nay, xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Thưa quý vị và các bạn, với tình yêu đam mê với văn hóa dân tộc, những câu lạc bộ, đội văn nghệ không chuyên trên địa bàn tỉnh Sơn La đang từng ngày thầm lặng góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, cũng như thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ của địa phương ngày càng phát triển. Được thưởng thức các tiết mục văn nghệ của bà con tại bản Chậu Cọ, phường Trường Cơi, thành phố Sơn La, chúng tôi như được hòa mình với bản sắc văn hóa của dân tộc Thái. Những điệu múa tái hiện hoạt động trong đời sống sinh hoạt như đi nương hái bông, hái hoa ban ngày hội. Tuy điệu múa đơn giản nhưng động tác rất dứt khoát, mạnh mẽ và lôi cuốn người xem. Đội văn nghệ bản Chậu Cọ được thành lập từ năm 1995 và có hơn 60 thành viên với 4 nhóm có độ tuổi từ 20 đến 70. Các thành viên trong đội đều là hạt nhân văn nghệ của bản và rất nhiệt tình, chịu khó học hỏi, luyện tập. Nhiều tiết mục đã được đầu tư công phu và nghiên cứu, sáng tạo đổi mới, ấn tượng, hấp dẫn nhưng vẫn duy trì được nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc Thái. Tôi cảm thấy rất là vui khi được ông bà truyền lại những nét đẹp văn hóa truyền thống và đặc biệt là những điệu múa, lời ca truyền thống của dân tộc Thái mình. Bản thân tôi rất đam mê với văn hóa văn nghệ của dân tộc và tôi sẽ quyết tâm học hỏi, truyền dạy cho lớp trẻ, không để những nét đẹp văn hóa của dân tộc mình bị mai một theo thời gian. Với tình yêu văn hóa dân tộc, các thành viên trong đội văn nghệ bản Chậu Cọ vẫn luôn tích cực học hỏi, sưu tầm những bài múa để tự biên đạo phù hợp với cuộc sống sinh hoạt ở địa phương. Cùng với đó, nhằm để truyền lại cho thế hệ trẻ như điệu xòe, khắp thái cổ và một số tiết mục múa dân gian. Tôi là một người rất đam mê với văn hóa, văn nghệ của dân tộc mình. Tôi cũng là thành viên cao tuổi, nên trong các buổi sinh hoạt, tôi thường vận động các thành viên tham gia. Với tôi, điệu múa xòe truyền thống luôn gắn bó với đời sống văn hóa của dân tộc Thái. Vậy nên tôi cảm thấy rất tự hào về điệu múa này và giữ gìn truyền dạy cho thế hệ trẻ. Những điệu múa của dân tộc Thái không chỉ là hoạt động văn hóa tinh thần mà cần được bảo tồn, lưu giữ. Còn đối với các thành viên trong câu lạc bộ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Kháng, hiện có hơn 20 thành viên với độ tuổi từ 25 đến 70 tuổi. Dù không phải là các diễn viên chuyên nghiệp, song xuất phát từ lòng nhiệt huyết và mong muốn được mang những điệu múa, lời ca, văn hóa truyền thống đến với khán giả. Các thành viên thường xuyên luyện tập để đi giao lưu và phục vụ chính trị tại địa phương khi cần. Để gìn giữ, bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc Kháng, tôi phải đi vận động từng thành viên đến luyện tập tại đây. Câu lạc bộ được thành lập từ năm 2018. Mới đầu chỉ có 10 thành viên, nhưng vì niềm yêu thích văn hóa văn nghệ, nên bây giờ đã thu hút được cả nam và nữ tham gia là 20 người. Nhiều tiết mục tôi đã nghiên cứu, sáng tạo cho phù hợp và đổi mới, sao cho ấn tượng, phong phú, hấp dẫn. Trên cơ sở, vẫn phải duy trì được nét đẹp văn hóa, chất liệu truyền thống của dân tộc Kháng chúng tôi. Câu lạc bộ gìn giữ bản sắc văn hóa Kháng không chỉ phục vụ sinh hoạt văn hóa văn nghệ của xã, bản, mà còn thường xuyên đại diện xã, đi thi tại các cuộc thi văn nghệ quần chúng do huyện, tỉnh tổ chức, luôn đạt giải cao. Ngoài ra, câu lạc bộ còn được mời đi biểu diễn tại các tỉnh như Điện Biên, Lai Châu, Đồng Mô Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang. Để gìn giữ được bản sắc dân tộc Kháng thì chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền cho bà con nhân dân bản dân tộc Kháng tiếp tục bảo tồn và phát huy, truyền lại cho thế hệ con cháu mai sau. Ngoài ra, hàng năm xã xây dựng kế hoạch để cho đội múa dân tộc Kháng được giao lưu
với các bản. Trong những năm gần đây, phong trào văn hóa văn nghệ trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, phát triển rộng khắp. Toàn huyện có 7 câu lạc bộ với 109 đội văn nghệ không chuyên ở các xã được hỗ trợ kinh phí hoạt động. Các đội văn nghệ, câu lạc bộ luôn tích cực luyện tập với mong muốn được mang lời ca tiếng hát đến với mọi người và biểu diễn ở các khu dân cư. Đối với các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ cho du lịch thì đối với huyện Quỳnh Nhai là một trong những huyện có cái nuôi về phát triển các cái phong trào văn nghệ, đặc biệt là các cái điệu múa dân gian rồi là các cái điệu hát truyền thống của huyện Quỳnh Nhai. Thì để phục vụ cái hoạt động du lịch thì đối với huyện Quỳnh Nhai đã thành lập các cái đội văn nghệ để phục vụ, đặc biệt là có đội văn nghệ của bản Bon Mừng Chiên, rồi là đội văn nghệ của bản Cháu Quân Nghe Tỏng, nay là bản xóm 5 của xã Mường Giàng. Đây là những cái đội văn nghệ mà sẽ gắn với hoạt động cộng đồng cũng như là phục vụ du khách đối với những cái hoạt động về văn nghệ dân gian của dân tộc trên địa bàn huyện Quỳnh Nhai. Để bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, những năm qua, tỉnh Sơn La thường xuyên chỉ đạo và tạo điều kiện cho các xã bản và các cá nhân tham gia giữ gìn văn hóa của dân tộc bằng việc khuyến khích thành lập các câu lạc bộ đội văn nghệ. Qua đó, góp phần đưa phong trào văn hóa văn nghệ của tỉnh không ngừng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, trong vòng xoáy của đại dịch COVID-19, nghệ thuật biểu diễn đang chịu ảnh hưởng nặng nề, nhưng với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, diễn viên nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La đã linh hoạt thực hiện nhiều chương trình nghệ thuật, phối hợp ghi hình trên sóng truyền hình STV, qua đó mang đến nhiều cơ hội giúp công chúng được thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mang chất lượng cao. Đây là buổi tổng duyệt chương trình nghệ thuật với chủ đề Thắm mãi sắc đào tô hiệu để chuẩn bị ghi hình phát sóng vào tháng 3 tại trường quay STV nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu, với sự tham gia của hơn 30 diễn viên nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La. Chương trình được các nghệ sĩ chuẩn bị kỹ lưỡng và dàn dựng công phu, xây dựng theo hình thức sử thi, ngợi ca thông qua ngôn ngữ hình tượng nghệ thuật. Đơn vị vẫn duy trì tốt các kho hoạt động và phát triển nghệ thuật. Đội ngũ diễn viên thì luôn có việc làm, luôn được đắm mình trong nghệ thuật, và các cái chương trình tiết mục thì của nhà hát thì đã đạt được đã xây dựng dựa trên các cái chủ đề để hướng vào các cái sự kiện, hướng vào các cái thời điểm mà đã được phát sóng trên các kênh sóng của đài truyền hình tỉnh, của đài truyền hình trung ương đã được lan tỏa. Với hình thức biểu diễn để ghi hình tuy không còn lạ lẫm với các diễn viên, nhưng trước ống kính máy quay, mọi tình huống diễn biến tâm lý đều có thể được bắt cận cảnh. Điều này đòi hỏi các nghệ sĩ diễn viên càng cần tập trung cao độ trong diễn xuất, không ngừng trau dồi rèn giũa khả năng biểu diễn sao cho những sản phẩm nghệ thuật trên sóng truyền hình thật sự trở thành món ăn tinh thần, lôi cuốn, hấp dẫn. Chúng tôi cảm thấy là cái tinh thần nó sẽ được phấn chấn hơn, và nhưng mà khi mà quay hình thì đó là một cái, cũng là một cái áp lực với chúng tôi. Chúng tôi đòi hỏi chúng tôi cần phải có những cái kỹ thuật sắc sảo hơn, đặc biệt là các động tác nó phải rõ ràng hơn, nên là chúng tôi đòi hỏi cái sự cẩn thận hơn. Trong kế hoạch năm 2022, nhà hát ca múa nhạc tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục phối hợp với đài phát thanh truyền hình tỉnh Sơn La tổ chức 12 chương trình nghệ thuật theo từng chủ đề của tháng. Bởi vậy, hình thức dàn dựng biểu diễn cũng thường xuyên được thay đổi linh hoạt, hứa hẹn sẽ có thêm nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc chuyên nghiệp phục vụ khán giả xem truyền hình. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy và trên cơ sở đó thì nâng cao các chất lượng sản xuất các chương trình, rồi phối hợp với đài truyền hình tỉnh, đài truyền hình trung ương để tiếp tục bám sát các cái nội dung, các sự kiện của năm 2022 của tỉnh, của trung ương để thực hiện tiếp cái nội dung này ngày càng hiệu quả, chất lượng cao. Với việc nhà hát đã thích ứng linh hoạt điều chỉnh phương thức hoạt động, phối hợp với đài phát thanh truyền hình Sơn La tổ chức ghi hình các chương trình nghệ thuật phát sóng phục vụ nhiệm vụ của tỉnh và nhân dân các dân tộc, hướng tới công chúng những chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp, chất lượng cao. Chuyên mục Văn hóa và Cuộc sống hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt.